Lời đầu tiên, Bích xin gửi lời kính chào quý mục sư, quý thầy cô và các bạn học viên. Bích họ tên đầy đủ là Mai Thị Ngọc Bích, hiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Tạ ơn Chúa mới được tham gia được khóa học môn đồ 2 này. Và trong quá trình học, Bích được học được nhiều điều. Về hành trình Israel, Bích học được đây là hành trình thuộc linh dành cho các đốc nhân. Và có ý nghĩa, có nguyên tắc bài học cho mỗi giai đoạn trong hành trình. Từ đó Bích biết được mình đang ở giai đoạn nào. Và Bích biết rằng sẽ có một cuộc sự phước hưng lớn. Và Bích phải làm gì để chuẩn bị chính mình cho cuộc phước hưng đó. Bích biết được mục tiêu của mình và lời hứa mà Đức Chúa Trời dành cho tất cả những ai trung tín. Amen. Tạ ơn Chúa, Bích đã được hoàn thành khóa học môn đồ 2 này. Và Bích cũng có muốn nhắn nhủ tới các bạn thanh niên: hãy tìm kiếm lời Chúa, hãy tìm kiếm ý muốn của Chúa cho cuộc đời các bạn. Hãy tận dụng thời giờ và chuẩn bị sẵn sàng để được Chúa sử dụng cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Vì Chúa đã sắp trở lại rồi, nguyện từ khóa môn đồ 2 này sẽ sản sinh ra những môn đồ mạnh mẽ cho Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa, nguyện Chúa ban phước cho quý mục sư, quý thầy cô và các bạn. Amen.